Chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: Xin thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại chung quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trừ khi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này, số đàn ông đổ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm đổ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn bài phúc âm này chúng ta cũng đã nghe rất nhiều lần trong những dịp lễ khác nhau. Nhưng mà trong lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta nghe, đọc, suy gẫm đoạn phúc âm này, chắc chắn đó là giáo hội muốn mời gọi chúng ta suy gẫm về phép lạ của Thánh Thể, cũng như sự Chúa nuôi dưỡng dân Chúa trong cuộc đời lữ thứ trần gian, trong cuộc đời theo Chúa. Trước hết là chúng ta, tôi ở đây tôi không có dám nói về những ý tưởng về thần học như là về biến thể hay là về những tu đức cao sâu. Chúng ta trong một giây phút vắn vỏi, chúng ta nghĩ đến điều mà chúng ta rất thường xuyên đón nhận, đó là rước lễ. Và khi rước lễ với tất cả sự cung kính tốt lành rồi, điều đó đã đủ chưa? Thưa chưa, phải là đưa cuộc sống của chúng ta được thấm nhuần sự sống của Thánh Thể để trao bàn. Chính anh em hãy cho họ ăn. Trước hết là nói về một chút về cái quyền năng Chúa và mầu nhiệm đức tin mà chúng ta tin đây là mình và máu Thánh Chúa đó. Thì trước hết là chúng ta ngược lại với Cựu Ước sách Sáng Thế Ký. Chúa phán một lời từ hư vô trở thành hiện hữu, từ không mà có trong vũ trụ tuyệt vời hôm nay. Và vì thế, lời và quyền năng Chúa hôm nay chúng ta tin trên bánh và rượu là công lao vất vả con người Chúa dùng để biến thành mình và máu Thánh Chúa. Chúng ta tin quyền năng Chúa thực hiện được điều đó. Và nếu tin như vậy, chắc chắn chúng ta khi đón nhận với lòng tin thì chúng ta cũng hãy biến việc mà chúng ta rước lễ mình và máu Thánh Chúa để trở thành sự sống của chúng ta. Và sự sống thể xác chúng ta ăn, và với lương thực chúng ta ăn biến thành máu thịt của chúng ta. Và vì thế từ trẻ em lớn lên rồi chúng ta cần ăn để gìn giữ sức khỏe và tăng thêm. Còn trong đời sống đức tin mà chúng ta cũng đến ăn, đến đón rước Thánh Thể, mình và máu nói lên sự sống của Thiên Chúa mà chúng ta được đón nhận một cách hữu hình là khi rước lễ. Nhưng rồi chúng ta coi chừng một cái việc chúng ta làm quá thường xuyên và quá quen đến mức độ mà chúng ta chỉ còn lại là một nghi thức rước lễ, nhưng rồi chúng ta giữ đó không có tiêu hóa, nghĩa là không có trở thành sự sống của tôi. Sự sống Thánh Thể Chúa lập ra để trở thành sự sống của chúng ta khi chúng ta đón rước Ngài. Và như vậy chúng ta cần xét lại ở trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta không có thực hành một cái việc tuy rằng đây là mầu nhiệm cực trọng này, nhưng chúng ta lại đón nhận với cái tâm tình không có cực trọng tí nào. Nói đến đây thì tôi lại nhớ một hình ảnh một ông vừa rước lễ xong. Ra thì anh thanh niên
khi lấy xe anh ấy ra, anh ấy xô ngã cái xe ông này mà xe mới mua và bể cái vè phía trước. Ông này ra thấy như vậy thì la lên, và anh này cũng không vừa, trả lời lại. Khi mà đưa đến cái căng thẳng như vậy, ông này mới gồng tay lại, tức quá, tôi vừa rước lễ xong, không có mày mình, chết với tao. Rồi anh này bỏ chạy đi. Ông này đứng, nghĩa là cũng gồng mình, bình tĩnh lại. Nhưng mà ông nói câu là tức quá vì tôi vừa rước lễ. Chẳng lẽ trời tục, tôi vừa rước lễ, chẳng lẽ là đấm vào mặt này. Có vẻ ông ấy chưa được nụ cười. Nhưng mà với tôi, đó là một sự vật lộn giữa đón nhận thánh thể, và để thánh thể trở thành sự sống chi phối đời tôi thì ông đã làm được. Chứ không phải là chúng ta lên rước lễ chăm chú, nghiêm trang, nhưng mà vừa bước ra khỏi nhà thờ, đụng trái ý là chúng ta hoàn toàn có cái cách hành xử như là người rước lễ hay không rước lễ, không khác gì nhau. Như vậy, thay vì chúng ta tôn thờ thánh thể, chúng ta nhiều khi lại xúc phạm, nhiều khi chúng ta lại làm cho người khác nói, ủa, vậy thì ông này rước lễ thay đổi gì nơi ông không? Nhưng cảm ơn Chúa, ông đã làm một việc mà tôi nghĩ rằng sống thánh thể là vậy đó, là để cho thánh thể Chúa biến đổi chúng ta, hướng dẫn chúng ta, và ngay cả trong cái cảm xúc rất con người, nhưng mà để thánh thể, sự sống thánh thể giúp cho chúng ta. Nhưng cũng có những cái việc rước lễ xem ra là thánh thiêng, nhưng cái câu chuyện mà tôi cũng ở trong xứ đó, tôi nói để chúng ta suy gẫm, đó là hai anh chàng đi chơi ban đêm. Và chơi ban đêm thì vợ ở nhà 12 giờ đêm thao thức chờ. Về thì nói tại sao anh lại đi đến giờ này. Chồng nói một cái vợ tin ngay thì cũng không phải tin, nhưng mà thì im lặng thôi. Em không biết đâu, anh phải giúp đỡ mẹ của cái thằng bạn này, nó đang đau ở trong đó, cho nên anh phải cùng với nó giúp đỡ. Thì vợ im lặng. Sáng mai lễ chủ nhật, vì tối đó là tối thứ bảy, và sáng nay lễ chủ nhật thì anh này đi lễ. Và khi đi lễ thì anh bạn của anh ấy, ủa sao vợ mày ta thấy hay đi lễ chiều, bây giờ hôm nay lên sáng. Anh này biết vợ mình theo dõi, theo dõi. Và khi lên rước lễ, anh lại lên. Và thằng bạn mới bảo rằng là tao với mày hôm qua mới ăn chơi phạm tội mà bây giờ mình dám lên rước lễ à? Thằng kia bảo vợ tao sao hay sao, vừa tao nó ngó đó, tao không lên rước lễ rách việc. Và sau lễ thì anh này không những là phạm tội với Chúa, nhưng mà về được vợ nói thế này, anh ơi, em xin lỗi vì tối hôm qua anh, em nghĩ xấu cho anh, nhưng mà hôm nay thấy anh lên rước lễ là về, anh thấy em có lỗi. Chúng ta thấy người vợ thì đúng là đạo đức, nhưng mà anh chàng này á, thì lại là không những là rước lễ không được ích gì phạm tội trong nữa, mà lại là dùng thánh thể như là che đậy cho cái an toàn của chúng ta. Vậy mỗi người chúng ta xem lại chúng ta rước lễ, nhưng mà có phải là để con đón sự sống của Chúa, hay là chúng ta giữ một thói quen con phải lên rước lễ, không có người ta bảo con mày phạm tội gì muốn đến rước lễ, hoặc là chúng ta như một quán tính, một thói quen đi lễ là rước lễ. Chúng ta quên đi rằng khi rước lễ là chúng ta không những biểu lộ sự tôn thờ, kính trọng, nhưng trên hết là để thánh thể Chúa biến đổi chúng ta, để thánh thể Chúa hướng dẫn và sống ở trong chúng ta. Đó chính là điều mà hôm nay qua việc mà Chúa đã làm cho bánh hóa ra nhiều để nói lên Chúa có quyền ở trên thiên nhiên, nhưng mà trên hết là Chúa muốn nuôi dưỡng tất cả mọi người trong nhân loại. Chúng ta thử nghĩ bây giờ đây là 5.000 người, chứ mà nếu có 10.000, 10 tỷ nữa thì phép lạ này vẫn nuôi hết được. Điều quan trọng là chúng ta tin quyền năng Chúa thực hiện được. Đây là mình mạo thánh Chúa. Và qua phép lạ này để Chúa nói với chúng ta, không có gì mà Chúa không làm được với những ai tin. Vậy thì qua hôm nay, qua lời Chúa hôm nay,
Thứ nhất, tạ ơn Chúa đã yêu thương nuôi dưỡng chúng con. Nếu chúng ta đọc những cái thánh vịnh mà Chúa chăn nuôi tôi đó, ở trên đồng cỏ trên rì người cho tôi nằm nghỉ đó, thì hôm nay chúng ta nghe là các con hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm 50 người, ngồi xem ra một sự chăm sóc của vị mục tử mà chúng ta liên tưởng đến thánh thể là sự chăm sóc của Chúa dành cho chúng ta. Còn lại là chúng ta có sống. Nếu có những người ăn bao nhiêu cao lương mỹ vị nhưng mà cơ thể không hấp thụ thì người đó vẫn suy dinh dưỡng. Chúng ta có rước lễ bao nhiêu mà chúng ta không sống thánh thể, không để cho thánh thể trở thành sự sống của chúng ta, chúng ta vẫn cứ là suy dinh dưỡng trong đời sống đức tin. Ước chi qua thánh lễ kính thờ mình và máu Thánh Chúa với tin mừng của Đức Kitô, Chúa mời gọi chúng ta hãy đến đón nhận Ngài, và cũng là mệnh lệnh các con hãy cho họ ăn. Cho họ ăn, nếu đây là nơi thiếu tình thương, các con hãy cho họ tình thương. Nếu đây thiếu tin tưởng, nghi ngờ, các con cho họ lòng chân thành và niềm tin. Nơi đây là nơi người ta đầy dẫy những tranh chấp ác độc, chúng con hãy cho họ ăn lòng bao dung, tình bác ái. Xin Chúa nâng đỡ và giúp cho chúng con sống tâm tình tạ ơn Chúa bằng việc đó là siêng năng đến với đón nhận Chúa Thánh Thể, và trên hết đó là đón nhận Thánh Thể thì giúp cho chúng con sống Thánh Thể mỗi ngày. Và ước chi qua hình ảnh cái ông mà có vẻ là chiến đấu gồng mình lại để giữ môi miệng mình không nói những lời xúc phạm bởi vì ông vừa rước Thánh Thể, thì chúng ta cũng có thể làm được khi trong cuộc sống của chúng ta có những cái thử thách lôi kéo, nhưng mà nhớ Chúa Thánh Thể đang ở trong con. Chúng ta hãy sống mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm của tình thương trao ban cho anh chị em. Xin Chúa nâng đỡ và chúc lành cho nỗ lực cố gắng của chúng con. Amen.